Dạ, em chào cô chú anh chị và các bạn đã đến với kênh của em ngày hôm nay nha. Và hôm nay là ngày chủ nhật nha anh chị, tức là ngày 18 tháng 4 2021 nha. Thì em có đến nhà một anh ở ngay cầu Trà Phí, là thành phố Tây Ninh, là thuộc là khu du lịch là Long Điền Sơn nhau chú anh chị. Và ghi hình đăng bán cho anh là một cặp bộ đực nha. Và nếu như cô chú anh chị và các bạn có xem chương trình của em ngày hôm nay và cảm thấy ưng bụng và vừa lòng cái cặp bộ này, thì cô chú anh chị hãy nhấc máy lên gọi thẳng ngay xuống gọi chương trình cho em nha. Thì để biết thêm thông tin mình bò, em mời cô chú anh chị và các bạn hãy theo dõi đoạn đeo phút này nha. Dạ thì hiện tại là em đã đến nhà của anh rồi nha anh chị. Thì hôm nay là em xin phép là sẽ giới thiệu cho cô chú anh chị đây là một cặp bồ đực để cho anh chị là nuôi bồ bộ béo nha anh chị. Thì đây chính là sinh lưng của nó nha. Còn đây chính là gu nha anh chị. Gu này là gu bật nha. Đó, gu này là đang trong giai đoạn là nở nha anh chị. Đó. Thì bò này lưng đôi nè, đó. Lưng này là lưng độ nha anh chị, lưng đôi nha. Thì mông này nó y chạng chạng như là con bò độ ạ. Còn đây là sải mặt nha. Còn đây chính là dàn chân trước nó nha anh chị. Thì nói chung về con bò này thì dàn chân trước và dàn chân sau, chân móng đứng thẳng và hoàn thiện, bốn móng là móng sò hết nha anh chị. Còn dầu yếm thì lòng thầu nha. Con bò này thì em chấm điểm nó là 9 điểm nha anh chị, tại vì nó thuộc dạng là bò độ nha. Mông thì mông cũng sắp nở rồi nha. Đuôi thì dòng sát đất nhau nhau của chú anh chị. Đó. Cậy đuôi cũng rất là to nha. Thì bò này cô chú chị là nuôi bò béo thì còn lên rất là nhiều nha. Bò này là lưng đôi nha cô chú chị. Đó. Thì con bò này thì em có lấy thước em đo thì nó cao tầm khoảng là 1m17 bò nha anh chị. Chân đòn rất là to nha. Và bò này lưng đôi nha anh chị. Sau đây thì em sẽ quay về con bò thứ hai nha. Thì đây chính là con bò đực thứ hai nha anh chị. Con bò này thì nó cũng chạng như là con bên kia. Thì em cũng đo rồi thì nó cao tầm khoảng là 1m17 bò nha anh chị. Đó. Chân móng hoàn thiện nha, dàn chân trước và dàn chân sau, bốn móng chân đứng thẳng và bốn móng là móng sò ở nhau nhau của chú anh chị. Đó. Con bò này thì em thấy là cái sái lưng của nó là nó hơi bị sụt lùi nha anh chị, tức là nó sẽ nằm giữa chân sáu nha. Đó. Thì sau đây thì em xin phép là sẽ quay về phần sái mặt để cho anh chị xem nha. Đó, thì đây chính là sái mặt nha anh chị. Thì bò này nói chung là em chấm điểm nó là khoảng 8 điểm thôi, tại vì cái sái lưng nó sụt lùi nha anh chị. Đó, còn mọi thứ là tất cả đẹp nha anh chị. Đó. Thì nói chung về con bò này thì em thấy là chân móng hoàn thiện, sái bóm cũng nghiêm chỉnh hết nha anh chị và cũng rất là dài đòn, lưng đôi nữa nha anh chị. Đó. Thì hai con bò này thì em có bàn bạc với anh và anh đưa ra với mức giá là 44.500.000 đồng nha anh chị. Đó. Thì anh cũng nói với em thế này, nếu mà cô chú chị nào cảm thấy thiện ý mua thì anh sẽ bớt cho cô chú chị và các bạn một chút đỉnh tiền cũng như là hỗ trợ chi phí cho anh chị nha. Thì em thấy là cái cặp bò đực này trong tầm tiền mà 44.500.000 và còn bớt nữa là anh chị có thể sử ngay là chọn bộ cái cặp bò đực này để là cho anh chị là nuôi bò bộ béo nha anh chị. Đó. Thì bò này thì theo quan sát đánh giá của em thì không có điểm nào phải chê hết nha anh chị. Mà nếu như ngày hôm nay mà cô chú anh chị có xem chương trình của em, tức là ngày chủ nhật ngày 18 tháng 4 2021 á, cô chú anh chị xem chương trình của em ngày hôm nay và thấy bò này ưng ý, thì tại sao cô chú anh chị không nhấc máy lên gọi ngay xuống gọi chương trình cho em để làm chi? Để là cho cô chú anh chị là sở hữu ngay và liền luôn là chọn bộ cặp bò đực bộ béo này nha anh chị. Đó. Em xin nhắc lại nha, hai con bò này cao tầm 1m17 bò nha anh chị, chân móng hoàn thiện, sái bóm cũng nghiêm chỉnh luôn nha. Nói chung là hai con bò này rất là đẹp bò và ngon bò nha anh chị, thuộc dạng bò độ lưng đôi nha, đuôi dày sát đất nha anh chị. Đó. Thì địa chỉ của anh là ở ngay cầu Trà Phí, thành phố Tây Ninh, là thuộc khu lịch Long Điền Sơn nha anh chị. Và nếu như cô chú chị có xem chương trình của em ngày hôm nay và cảm thấy nghĩ con hai con bò này thì muốn mua bò của béo hoặc muốn xem bò, thì cô chú chị hãy đến ngay cầu Trà Phí, thành phố Tây Ninh, là thuộc khu lịch Long Điền Sơn, và cô chú chị gọi điện ngay xuống gọi trung thành cho em, tức là số của em nha, để chứ em sẽ chỉ đường cho cô chú chị là đến trực tiếp nhà của anh luôn, là cô chú chị xem bò cho nó kỹ hơn nha anh chị. Còn nếu như cô chú chị đã tin tưởng và đã theo dõi đăng ký kênh và ủng hộ kênh của em trong suốt thời gian qua và đã mua bò, đã từng mua bò qua kênh của em rồi, thì cô chú chị hoàn toàn yên tâm nha. Thì cô chú chị khỏi phải mất công đến trực tiếp nhà của anh để mất thời gian nha cô chú chị. Cô chú chị hãy liên hệ ngay xuống gọi điện thoại cho em, thì em sẽ báo giá chi tiết lại để cho cô chú chị là dễ mua bán hơn nha anh chị. Đó. Và nếu như cô chú chị cảm thấy thích chương trình của em thì em mong cô chú hãy bấm cho em một like và một lượt đăng ký và chia sẻ ra giúp cho em có thêm động lực để tiếp tục làm những video hay và chia sẻ cho cô chú anh chị là nhiều hơn nha anh chị. Cô chú anh chị khỏi phải mất công mà đến trực tiếp nhà xem bò chi cho nó mất công. Tại vì sao? Tại vì bò ở ngoài em quay sao thì trong hình em thu lại y như vậy nha anh chị, không chênh lệch bao nhiêu nha. Nên là cô chú anh chị là hoàn toàn yên tâm nha anh chị. Đó.
Thì thôi, câu đeo này em cũng xin tạm dừng tại đây. Và một lần nữa, nếu mà cô chú anh chị cảm thấy nghĩ cặp được này thì cô chú anh chị hãy nhấc máy lên gọi thẳng ngay số điện thoại trong hình cho em nha, để chúng ta lại sở hữu nhanh và liền luôn là cặp được này nhau chú anh chị. Còn bây giờ thì em xin phép chào tạm biệt mọi người nha, và hẹn người buổi tập tiếp theo nha anh chị.